Vâng, xin chào toàn thể anh em chơi audio toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của Việt Nam, có địa chỉ tại 463 Nguyễn Huệ, thành phố Ninh Bình. Vâng, thì hôm nay xem em tiếp tục lại đưa đến cho anh em một cặp loa Evan đời khung tranh, tép đổ và bát huyết, một trong những dòng loa Evan có thể nói là nghe nhạc vàng được anh em rất là ưa chuộng ở cái phân khúc giá tiền cũng như là chất âm mà nó mang lại. Thì đây là một cặp loa nguyên bản về từ Mỹ, với chất lượng sản phẩm thì có thể đánh giá được trên 90% đẹp từ bên ngoài lẫn là nội thất bên trong. Thì Evan, đây là Evan Bombay, anh em có thể thấy được là những cái vát góc bo tròn, thì anh em gọi cái thùng này là thùng Bombay và nó là sử dụng là thùng gỗ lạng. Còn một đời nữa của Evan này, nó sử dụng là thùng gỗ ép và dán Sibili. Đó, thì chất lượng thùng của cái gỗ ép đấy giá thành nó cũng rẻ hơn và chất lượng nó sẽ không bền bỉ vào cái thùng gỗ lạng và thùng Bombay như này. Đó, kể cả về chất lượng cũng như là hình thức. Cái thùng Bombay thì nhìn nó góc cạnh cũng như là nhìn nó rất là đẹp. Thì anh em có thể nhìn thấy ngay đó chính là cặp E căng. Đây là một cặp E căng nguyên bản về từ Mỹ, cái chất lượng có thể nói là có rất là đẹp, mặc dù không tránh khỏi những cái dấu mốc của thời gian, những vết bẩn, nhưng mà nhìn tổng thể một cái cặp E căng zin về từ Mỹ như thế này thì anh em có thể thấy được là cái độ hoàn thiện cũng như là cặp loa có thể nói là giữ gìn rất là tốt. Đó, cặp loa cổ thường cái dòng E căng này về rất hay bị bẩn hay là bị rách, tại vì nó quá lâu rồi. Nói thêm với anh em là Evan Bombay này sản xuất vào đầu những năm 1970, thì nó được ra đời và cạnh tranh trực tiếp với cả dòng loa AR đình đám thời điểm đấy. Thì cho đến tận bây giờ thì anh em vẫn rất là ưa chuộng cái dòng loa Evan này vì cái giá thành nó rẻ hơn cũng như là hợp lý hơn rất nhiều so với dòng AR, càng ngày giá càng lên. Thì chơi một cặp Evan được trải nghiệm với chất âm của nó thì với cái tầm tiền mình bỏ ra thì nó rất là hợp lý. Đó, đây là tổng thể tiếng loa bên trong, anh em nhìn thấy sử dụng cho mình một bát 30, chính xác là bát 25, em không tính Việt, sử dụng cho mình một bát 25 cm, 500 manico từ vuông và một loa chép. Thì với thiết kế hàng tiếng nhưng mà cái chất âm của nó tự đưa ra thì không thiếu chung cũng không thiếu tép, rất là đầy đủ. Và cái âm trầm của cái bát Evan này, nó sử dụng bát thùng kín, nó giống như loa AR và khai thác tiếng bát rất là tốt. Khi mà những cặp loa là sử dụng bát thùng kín, không có lỗ thùng hơi mà lại kiểm soát tiếng trầm nó lại sâu như thế, em có thể nhìn thấy cái họng bên trong của loa bát nó rất là sâu, cũng như những cái viền sóng này tạo lên cái âm trầm rất tuyệt vời. Và tình trạng cặp loa này thì anh em có thể nhìn thấy ngay, nó đẹp ngay từ cái màng loa. Đó, màng nó hơi ánh sang màu tím một chút nhá, thì anh em hay gọi này là bát huyết. Đó, tím đỏ này, dầu bạc này, nón này, nói chung là một cặp loa rất là lâu đời rồi mà còn giữ gần như là nguyên vẹn như này đã rất là đẹp rồi. Tổng thể cặp loa này là loa chép khung tranh, chép khung tranh được đánh giá đời cao, chất âm hay nhất trong tất cả các đời chép của Evan. Thì vấn đề khung tranh tép đỏ hay là khung tranh tép đen thì thật ra nó chỉ là cái màu sắc thôi, nó không còn quan trọng là khung tranh. Vì sao là khung tranh? Đó, khung tranh là đời tép hay nhất chứ không quan trọng màu. Khung tranh tép đỏ thì mới là hay, khung tranh tép đen thì không hay đâu. Thật ra nó là hai cái màu, thì vì ngày xưa sản xuất là thủ công nên người ta là sơn đen sơn đỏ vào cái vấn đề đấy, nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả. Đó, thì anh em nếu mà tìm hiểu về cái tép khung tranh này sẽ biết được là nó không có sự khác biệt. Đó,
cặp loa rất xuất sắc. Đây để quay phía sau cho anh em xem. Đây là vân gỗ ở hai bên này. Màu gỗ lạng và cái vân gỗ này rất là đẹp. Bày biện trong phòng nhà nào có đồ gỗ, thậm chí là không có đồ gỗ thì bày một cặp loa màu vân gỗ lên thì nó rất là sang rồi. Còn thì phía sau hãng còn giữ được cặp loa này, còn giữ được tất cả những cái tem mác của hãng, còn rất là đầy đủ. Rất tiếc là số series nó bị mất một bên. Thì còn chiếc series ở bên này là 187, 876, chiếc bên này bị xé rách rồi. Đó, rất là tiếc. Còn đâu thì thật ra chơi những cặp loa này thì anh em cũng chả bao giờ để ý số series đâu. Tại vì nguyên tắc của Evan ngày xưa thì sản xuất thủ công và mua thì cũng chỉ mua được một chiếc thôi. Ngày xưa anh em chơi là chơi một chiếc một. Đó, nên là vấn đề lệch series, lệch nhau vài trăm số với những dòng Evan này đâu thì nó là điều quá bình thường mà. Rất hiếm những cặp nào mà về được số si liền seri cả. Đó, mang tính chất là những đôi loa siêu tầm. Còn đâu thì chất âm thì chắc chắn sẽ không lệch lạc nhau. Vì trước kia thì loa là sản xuất là không có trái phải, mà sản xuất là chiếc một nên là người ta hai chiếc là như nhau. Đó là cái nguyên tắc khi mà sản xuất ra những cặp loa này. Nên là chơi những dòng loa cổ anh em đừng đi để tìm, có thể liền series ok, nhưng mà anh em đừng đi tìm cái gọi là bên trái với bên phải của loa, vì thực sự nó không có. Hãng sản xuất ra nó là hai bên như nhau, bên nào cũng là trái, bên nào cũng là phải. Và đấy là những chút kiến thức mà em biết được em chia sẻ với anh em. Và thì sau đây em sẽ test một cặp loa Evan khung chanh để anh em có thể trải nghiệm chất âm cũng như là test sản phẩm cùng em. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình thai, đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, giang hoa xứ danh buồn, nhìn sao trông nhớ thương thầm, mơ ngày mai lỡ đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ mẹ
điều tình tôi. Nhưng đêm chớ sâu, em bước qua cầu, một tình ta theo vẻ vâng. Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sứ bẽ bàng, qua tình yêu rụng vỡ, một trời im tim thơ thắm, ngạt ngào với nhà tôi, tình thân chất vô vàng, làm sao nàng nỡ phụ phàng, thế tình tôi dở dang. Với cặp Evan Bombay khung tranh bát huyết thế này, anh em nào yêu thích hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 325 777. Rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.